Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Nghiêm Diệu Hương, số báo danh 27, là chuyên viên phòng hành chính quản trị Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tôi có sở thích là nghe nhạc, đọc sách và tham gia các hoạt động cộng đồng. Phương châm sống của tôi: muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đến với cuộc thi Việt Đức Thanh Lịch 2019 ngày hôm nay, tôi mong muốn có thể đưa hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thanh lịch, chuyên nghiệp đến với tất cả mọi người. Các bạn hãy cổ vũ cho tôi, số báo danh 27, và cùng tất cả các thí sinh.